Rồi anh em nhá. Rồi, này lên hình cho bác em này siêu mỏ luôn. Hot cực kỳ tốt. Với các anh em mà chơi hot thì không chơi em này thì đúng em không thể chơi được em nào khác. Chim hot quá tốt luôn các bạn. Đầu mặt rất là đẹp. Tam hoàng nhá các bác nhá. Tam hoàng chim rất là đẹp luôn. Điện đóm căng đét các bác nhá. Đầu mặt rất là đẹp, màu vàng ươm. Đây em sẽ zoom sát cho các bác xem nhá. Nói có sách mách có chứng nhá. Anh em nhá. Đấy, đầu mặt đẹp chưa? Đấy, đầu mặt đẹp, màu vàng ươm các bác. Đấy, hai họa nét căng các bác nha, rất là đều nhau. Mày nó đúng hot như máy luôn. Cao cầu đã thoáng chim nha các bác nha. Bộ ấy tương đối to. Em này bộ khoảng 6 mấy. Em không có cân nên là cũng không cân được chính xác là 6 mấy. Nhưng mà bộ này theo con mắt nhìn chim của em thì cũng là khá là to. Anh em có thể so sánh với nó có cái cống cám chẳng hạn. Cao cầu nha các bác nha. Nói chung với anh em chơi hot thì những con này về anh em thì treo lên chỗ thoáng chơi là hot vô tư rồi. Thỉnh thoảng cuối tuần anh em xách đi cà phê với anh em bạn bè chìm quá là tốt luôn. Tùy anh thôi. Em để anh em thẩm giọng nhá, em sẽ quay clip chim khoảng 5 phút. Anh em nào kết thì alo cho em. Đấy, giờ em sẽ để cho anh em thẩm giọng em nó. Thank you.
kết alo cho em qua số điện thoại là 0978767689 nhá. Chim của em tại Tuyên Quang, có ship toàn quốc. Đấy, ship chim nhận tiền thanh toán của nhà xe, là nhân viên tàu cũng đều ok hết. Anh em nào kết thì alo.